Đối thoại với Thượng Đế. Quyển 4. Làm bạn với Thượng Đế. Tác giả Neil Donald Walsh. Người dịch Vivi Lê. Người đọc Vivi Lê. Chương 2. Câu hỏi mà tôi thường xuyên được hỏi nhất là: làm sao mà ông biết được rằng ông đang thực sự nói chuyện với Thượng Đế? Làm sao mà ông biết đó không phải là ông đang tưởng tượng ra? Hay tệ hơn nữa, làm sao mà ông không nghĩ rằng đó chính là ma quỷ đang cố lừa ông? Câu hỏi được hỏi nhiều thứ hai đó là: tại sao lại là ông? Tại sao Thượng Đế lại chọn ông? Và câu thứ ba là: cuộc sống của ông đã ra sao kể từ khi tất cả những điều này xảy ra? Mọi thứ đã thay đổi như thế nào? Bạn sẽ nghĩ rằng tất cả những câu hỏi thường gặp nhất sẽ liên quan tới lời của Thượng Đế. Với những hiểu biết đặc biệt và những tiết lộ ngoạn mục, với những cấu trúc đầy thách thức trong cuộc đối thoại, và chắc chắn là có rất nhiều câu hỏi như vậy. Nhưng thường xuyên nhất, những câu hỏi được hỏi liên quan tới khía cạnh con người của câu chuyện này. Cuối cùng, những gì chúng ta muốn biết về nhau là những gì mà chúng ta có một sự tò mò vô độ về đồng loại của chúng ta hơn là về bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Như thể bằng cách nào đó, chúng ta biết được rằng nếu chúng ta có thể tìm hiểu về nhau, chúng ta cũng có thể tìm hiểu về chính mình. Và khao khát được biết nhiều hơn về bản thân, về con người thật sự của chúng ta là khao khát sâu sắc nhất trong tất cả. Và vì vậy, chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi về trải nghiệm của nhau hơn là về sự hiểu biết của nhau. Điều đó là như thế nào đối với bạn? Làm sao mà bạn biết đó là sự thật? Bạn đang nghĩ gì ngay lúc này? Tại sao bạn làm những điều đó? Sao bạn lại cảm thấy như vậy? Chúng ta cứ không ngừng cố gắng để có được làn da của nhau. Bên trong chúng ta có một hệ thống mà thông qua trực giác, nó buộc chúng ta hướng sự chú ý tới người khác. Tôi tin rằng có một cơ chế tự nhiên ở cấp độ di truyền chứa đựng trí tuệ thông minh của vũ trụ. Trí thông minh này truyền dẫn thông tin cho những phản ứng cơ bản nhất của chúng ta khi làm người. Cần phải có trí tuệ vĩnh cửu ở cấp độ tế bào để tạo ra cái mà một số người gọi là luật hấp dẫn. Tôi tin rằng chúng ta vốn dĩ đã bị thu hút bởi nhau. Từ sự hiểu biết sâu sắc nhất, thông qua kẻ khác ta sẽ tìm thấy chính mình. Ta có thể không nhận thức được điều này một cách có ý thức, cũng không thể biểu đạt cho rõ về điều này một cách cụ thể. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đều đã hiểu từ cấp bộ tế bào. Và tôi cũng tin rằng tri thức về vũ trụ vi mô này bắt nguồn từ tri thức về vũ trụ vĩ mô. Tôi tin chúng ta đều biết tại cấp độ cao nhất rằng tất cả chúng ta là một. Chính nhận thức cao siêu này đã kéo chúng ta về phía nhau, và chính sự phớt lờ nó đã tạo nên nỗi cô đơn sâu thẳm nhất trong lòng con người và mọi nỗi khốn cùng của thân phận con người. Đây là điều mà cuộc đối thoại của tôi với Thượng Đế đã cho tôi thấy, rằng mọi nỗi buồn trong trái tim con người, mọi nỗi bất bình của thân phận con người, mọi bi kịch của trải nghiệm con người đều có thể quy về một quyết định của con người. Quyết định rút lui khỏi nhau. Quyết định bỏ qua nhận thức tối cao của chúng ta. Quyết định gọi sự hấp dẫn tự nhiên mà chúng ta dành cho nhau là xấu, và sự nhất thể của chúng ta là một điều hư cấu. Khi ấy, chúng ta đã phủ nhận con người thật của mình, và chính sự phủ nhận bản thân này đã làm bùng phát lên tất cả những tiêu cực trong ta. Tất cả sự giận dữ, tất cả sự thất vọng, tất cả những cay đắng đã sinh ra khi niềm vui lớn nhất của ta chết đi. Niềm vui được trở nên một. Và mâu thuẫn của cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau đó chính là: ngay cả khi chúng ta tìm kiếm ở cấp độ tế bào để trải nghiệm tính duy nhất của mình, chúng ta vẫn khăng khăng từ chối nó ở cấp độ tinh thần. Do vậy, những suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống lại không đồng điệu với hiểu biết sâu sắc nhất ở bên trong chính mình. Về bản chất, chúng ta đang hành động ngày càng trái với bản năng của mình. Và điều này đã dẫn đến sự điên rồ hiện tại. Chúng ta cứ điên cuồng cố chấp hành động trong sự tách biệt, trong khi vẫn luôn khao khát được biết niềm vui được trở nên một lần nữa. Liệu xung đột này có bao giờ được giải quyết dứt điểm không? Được chứ. Nó sẽ kết thúc khi chúng ta giải quyết được xung đột của chính mình với Thượng Đế. Và đó là nguyên do quyển sách này đã ra đời. Đây là quyển sách mà tôi không hề biết mình sẽ viết.
giống như đối thoại với Thượng Đế, nó đã được trao đến cho tôi để được chia sẻ. Tôi nghĩ rằng, khi bộ ba quyển đối thoại với Thượng Đế kết thúc thì sự nghiệp của tôi với tư cách là tác giả một cách tình cờ cũng thế. Sau đó, tôi đang ngồi viết trang lời cảm ơn cho quyển sách hướng dẫn cho quyển 1 của bộ sách, và tôi có cảm giác giống như một trải nghiệm tâm linh một lần nữa. Tôi đang kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra sau đó để bạn có thể hiểu rõ hơn tại sao quyển sách này lại được viết ngay bây giờ. Khi người ta nghe nói rằng tôi đang viết quyển sách thứ tư này, một số người đã nói với tôi rằng tôi cứ nghĩ rằng bộ sách chỉ định là có 3 quyển thôi cơ mà. Như thế việc tôi xuất bản nhiều tài liệu này hơn theo một cách nào đó là đã vi phạm tính toàn vẹn của quy trình từ ban đầu. Vì vậy, tôi muốn bạn biết quyển sách này đã xảy ra với tôi như thế nào. Tôi đã nhận thấy rõ ràng rằng tôi phải viết ra nó. Mặc dù bây giờ, khi tôi ngồi ở đây, tôi không biết nó sẽ đi đâu hay nó sẽ bàn về điều gì. Đó là mùa xuân vào năm 1997. Tôi đã hoàn thành công việc viết sách hướng dẫn. Tôi đang hồi hộp chờ đợi phản ứng từ nhà xuất bản Hampton Roads. Cuối cùng, cuộc gọi cũng đã đến. Này Neil, quyển sách thật tuyệt vời đấy, Bob Fryman nói. Anh nói thiệt à? Không đùa đó chứ. Luôn có một phần ở trong tôi không thể tin vào điều tốt nhất và vẫn cứ trông đợi nghe điều gì tồi tệ nhất cơ. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng tâm lý để nghe anh ấy nói. Tôi xin lỗi nhé Neil, chúng tôi không thể chấp nhận bản thảo này, anh sẽ phải viết lại hoàn toàn. Tất nhiên rồi, Bob cười khúc khích. Tại sao tôi lại nói dối anh về một điều như thế chứ? Bộ chứ anh nghĩ rằng tôi muốn xuất bản một quyển sách dở tệ sao? Chà, tôi chỉ nghĩ rằng anh có thể đang cố gắng làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Tin tôi đi Neil, tôi sẽ không cố làm cho anh cảm thấy dễ chịu bằng cách nói với anh rằng anh đã viết ra một quyển sách tuyệt vời nếu như những gì anh có là một thứ hồi hám đâu. Được rồi, tôi nói một cách trân trọng. Bob lại cười khúc khích. Anh bạn này, các tác giả là những người không an tâm nhất mà tôi biết đấy. Các anh thậm chí không thể tin tưởng cái người mà sinh kế của họ lại phụ thuộc vào việc nói cho các anh sự thật đấy. Tôi đang nói với anh rằng đây là một quyển sách tuyệt vời, nó sẽ giúp được rất nhiều người. Tôi thở ra. Được rồi, tôi tin anh đấy. Chỉ có một điều là tôi biết mà, tôi biết có điều gì đó, có vấn đề gì vậy? Không có vấn đề gì cả, anh chỉ là không biết bất cứ lời cảm ơn nào. Chúng tôi chỉ muốn biết liệu anh có viết mà lỡ quên không gửi trang đó, hay là anh muốn cho in sách mà không có trang cảm ơn. Chỉ là vậy thôi mà. Chỉ có vậy thôi hả? Chỉ có vậy thôi. Cảm ơn Thượng Đế. Bob cười. Đó có phải là phần lời cảm ơn của anh không đấy? Cũng có thể là như vậy đấy. Tôi đã nói với Bob rằng tôi sẽ gửi email cho anh ấy một cái gì đó ngay lập tức. Khi tôi cúp máy, tôi hét lớn một tiếng. Sao thế anh? Vợ tôi, Nancy nói vọng từ phòng bên cạnh. Tôi hân hoan diễu hành qua lại trong căn phòng. Bob nói rằng quyển sách này rất hay. Ô, tốt quá! Cô cười rạng rỡ. Em có nghĩ anh ấy thực sự có ý đó không? Nancy đảo mắt và cười. Em chắc chắn rằng Bob sẽ không nói dối anh về chuyện đó đâu. Lỡ anh ta chỉ nói thế ngoài miệng thôi thì sao? Tuy nhiên có một điều. Điều gì cơ? Anh phải viết một lời cảm ơn. Chà, không vấn đề gì. Anh có thể viết thứ gì đó ra cái vèo trong vòng chỉ 15 phút mà. Rõ ràng là vợ của tôi lẽ ra phải là một nhà xuất bản mới đúng. Vì vậy, tôi đang ngồi xuống ghế vào một buổi sáng thứ bảy, bà bắt đầu nhiệm vụ của mình bằng cách tự hỏi bản thân. Tôi muốn cảm ơn ai trước về quyển sách này? Ngay lập tức, tâm trí của tôi nói, tất nhiên là Thượng Đế rồi. Vâng, tôi đã tranh luận với chính mình, nhưng tôi cảm ơn Thượng Đế vì mọi thứ, không chỉ quyển sách này. Vậy thì làm đi. Tâm trí của tôi phản bác lại, vì vậy tôi cầm lấy một cây bút và viết. Trong suốt cuộc đời tôi, và bất cứ điều gì hay ho, tử tế hay sáng tạo hay tuyệt vời mà tôi đã có thể làm với nó, tôi cảm ơn người bạn thân yêu quý nhất và người bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi, Thượng Đế.
Tôi nhớ mình đã ngạc nhiên với cách mà tôi gọi Ngài như thế. Tôi chưa bao giờ mô tả Thượng Đế theo cách đó, và tôi nhận thức một cách có ý thức rằng đây chính xác là cách mà tôi cảm thấy. Đôi khi, chỉ khi đang viết thì tôi mới nhận ra chính xác được tôi đang cảm thấy như thế nào. Bạn đã từng có kinh nghiệm đó chưa? Tôi đã viết dòng chữ đó và tôi đột nhiên nhận ra. Bạn biết đấy, tôi đúng là có một tình bạn với Thượng Đế. Cảm giác về liên hệ giữa tôi với Ngài chính là như vậy. Và tâm trí tôi nói, vì vậy hãy viết nó ra, hãy nói tiếp đi. Tôi bắt đầu đoạn thứ hai của lời cảm ơn. Tôi chưa bao giờ biết đến một tình bạn tuyệt vời như vậy. Đó chính xác là những gì tôi cảm thấy khi đến đây, và tôi muốn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thừa nhận nó. Sau đó, tôi bắt đầu viết ra những điều mà tôi chẳng thể hiểu tại sao mình lại viết như vậy. Một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ giải thích cho mọi người chi tiết từng phút về cách phát triển một tình bạn như vậy và cách sử dụng nó, vì Thượng Đế muốn hầu hết tất cả đều sử dụng được. Và đó cũng là điều mà chúng ta muốn. Chúng ta cũng muốn có một tình bạn với Thượng Đế, một tình bạn hữu ích và bền lâu. Vào thời điểm đó, tay tôi đông cứng lại, một cảm giác ớn lạnh sống lưng tôi. Tôi cảm thấy một sự hối hả lớn trong cơ thể mình. Tôi ngồi lặng đi một lúc, choáng váng khi hoàn toàn nhận thức được điều gì đó mà trước đó tôi không hề nghĩ đến. Nhưng giờ đây, dường như đã hoàn toàn hiển nhiên. Trải nghiệm đó không phải là gì mới mẻ. Tôi đã thường xuyên cảm thấy thế trong khi viết đối thoại với Thượng Đế. Một vài từ, một vài câu sẽ bay ra khỏi tâm trí tôi. Và khi tôi nhìn thấy chúng ở trên mặt giấy trước mình, tôi sẽ đột nhiên hiểu rõ rằng đây là chuyện như vậy. Mặc dù trước đó vài phút tôi không hề biết về điều này. Trải nghiệm như thế này thường được theo sau bởi một số loại cảm giác vật lý. Đột ngột thấy ngột ngạt, hoặc cái mà tôi gọi là sự run rẩy sung sướng, hoặc đôi khi là những giọt nước mắt vui sướng, và đôi khi là cả ba. Và lần này, nó là cả ba. Vì vậy tôi biết rằng những gì tôi đã biết là sự thật tuyệt đối. Sau đó, tôi nhận được một mặc khải quan trọng cho cá nhân tôi, và điều này cũng đã xảy ra trước đây. Cảm giác đột ngột trở nên nhận thức về một cái gì đó toàn vẹn, tổng thể. Bạn biết đấy, như kiểu tất cả cùng một lúc. Những gì tôi được cho biết, đó là cách duy nhất tôi có thể diễn đạt để mô tả điều này. Đó là tôi sẽ không thể kết thúc bộ sách chỉ ở quyển thứ ba. Rõ ràng là sẽ có ít nhất hai quyển sách nữa. Và rồi, sự hiểu biết về những quyển sách này và những gì chúng sẽ bàn về tràn ngập bên trong tôi. Tôi nghe thấy tiếng Thượng Đế thì thầm. Neil, mối quan hệ của con với ta không khác gì mối quan hệ của con người các con với nhau. Các con bắt đầu tương tác với nhau bằng một cuộc trò chuyện. Nếu chuyện trò suôn sẻ, các con sẽ hình thành nên một tình bạn. Và nếu điều đó diễn ra tốt đẹp, các con sẽ trải nghiệm cảm giác nhất thể sự nên một với người kia. Với ta cũng là như vậy. Đầu tiên, chúng ta sẽ trò chuyện. Mỗi người các con sẽ trải nghiệm cuộc trò chuyện với Thượng Đế theo cách riêng của mình và theo những cách khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Đó sẽ luôn là một cuộc trò chuyện hai chiều. Chẳng hạn như cuộc trò chuyện mà chúng ta đang có vào lúc này đây. Đó có thể là một cuộc trò chuyện ở trong đầu con, hoặc trên giấy, hoặc câu trả lời của ta chỉ mất thêm một chút thời gian để nó đến được với con trong một bài hát mà con sẽ nghe, hoặc một bộ phim mà con sẽ xem, hoặc một bài giảng nào đó mà con sẽ tham dự, một bài báo tiếp theo trên tạp chí mà con đọc, hoặc trong câu nói tình cờ của một người bạn mà con tình cờ gặp trên phố. Một khi con đã hiểu rõ rằng chúng ta luôn trò chuyện với nhau, thì chúng ta có thể tiến tới để làm bạn. Cuối cùng, chúng ta sẽ trải nghiệm sự nên một. Do đó, con sẽ muốn viết thêm hai quyển sách: Làm bạn với Thượng Đế và Nên một với Thượng Đế. Quyển đầu tiên sẽ bàn về cách để áp dụng các nguyên tắc được chia sẻ trong các cuộc trò chuyện của con với Thượng Đế và biến một mối quan hệ mới quen thành nên một tình bạn vận hành đúng nghĩa.
Quyển thứ hai sẽ tiết lộ cách nâng tình bạn đó thành kinh nghiệm nên một và chuyện gì sẽ xảy ra khi con làm như vậy. Nó sẽ cung cấp một bảng chỉ dẫn cho những người tìm kiếm sự thật và sẽ chứa đựng thông điệp choáng ngợp cho tất cả nhân loại. Con và ta đã là một ngay giờ phút này đây. Chỉ là con không biết đấy thôi. Con không chọn trải nghiệm nhất thể cũng không khác gì việc con không chọn trải nghiệm là một với những người xung quanh. Sách của con, Neil, sẽ chấm dứt sự phân tách đó cho tất cả những ai đọc chúng. Chúng sẽ phá tan ảo tưởng về sự chia ly. Đây là nhiệm vụ của con. Đây là công việc của con. Con đang phá hủy ảo tưởng về sự tách biệt. Nhiệm vụ đã luôn là như thế. Nó không bao giờ là bất cứ điều gì ít hơn. Những cuộc trò chuyện của con với Thượng Đế luôn luôn và chỉ mới là khởi đầu.